Bạn có thể nhiều thời gian hơn để thư giãn hoặc chuyển sang việc ghi chép, làm bài tập, ôn bài. Đọc nhanh hơn giúp tăng khả năng tập trung và tiếp thu thông tin. Nhiều người tránh việc đọc nhanh hơn vì nghĩ đọc nhanh sẽ làm giảm khả năng tập trung cũng như khả năng tiếp thu thông tin của họ. Thực tế là hoàn toàn ngược lại, lý do bạn mất tập trung là vì bạn đọc quá chậm. Xin nhớ rằng việc thiếu tập trung là kết quả của việc tâm trí của bạn lang thang nghĩ về những chuyện khác, là lý do tại sao bộ não của bạn, đặc biệt là bán cầu phải đầy sự sáng tạo, làm việc này vì nó không tận dụng được triệt để, thế là nó trở nên buồn chán. Nghiên cứu cho thấy đôi mắt và não bộ của chúng ta có thể tiếp thu hơn 2.000 từ một phút, nhưng hầu hết mọi người chỉ đọc ở tốc độ là 200 từ một phút. Ít hơn 1% tiềm năng thực sự trong chúng ta. Và nếu bạn là một công ty thuê 100 công nhân nhưng bất kỳ lúc nào cũng chỉ có đủ việc cho một công nhân, thì chuyện gì sẽ xảy ra? 99 công nhân còn lại sẽ cảm thấy nhàm chán và bắt đầu nói chuyện với nhau. Thậm chí nhiều việc vô bổ khiến cho người công nhân đang tìm việc cũng mất tập trung. Đây là những gì diễn ra trong não bộ của bạn khi nó đọc quá chậm. Trải qua nhiều buổi nói chuyện chuyên đề và các khóa đào tạo, tôi đã chứng minh được rằng khi tôi cắt giảm thời gian cho phép các học sinh của tôi đọc một đoạn văn, khả năng tiếp thu kiến thức của họ lại tăng lên rõ rệt. Kết luận này đã chứng thực qua các bài kiểm tra sau đó. Tuy nhiên, sao nhiều lần chắc chắn xảy ra khi họ áp dụng phương pháp đọc hiệu quả mà họ đọc được? Thì thêm một ví dụ về vấn đề này. Giả sử bạn đang lái xe với tốc độ là 20 km/h, là chị Nga, anh ra nè. Bạn có tập trung cao độ hay không? Tôi không nghĩ vậy. Tâm trí của bạn có thể là đang tha thẩn, dạo quanh hoặc cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Chị đọc chậm hơn mấy đứa. Còn chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn đang lái xe với tốc độ 50-60 km/h? Em người ta chạy 90 thì sao? Là nó hết suy nghĩ gì vậy đó. Không, bình thường ví dụ bạn muốn chạy nhanh, chị sẽ đeo tai phone như chị nghe nhiều và cực kỳ tập trung luôn. Tôi chắc chắn rằng bạn buộc lòng phải ở trong trạng thái tập trung cao độ nhất. Vậy đó là việc đọc sách cũng tương tự như thế. Tụi sao hết được chứ. Dạ. Tắt bếp già. Cái gì chịu nổi. Quá hấp dẫn hả? Tiềm năng của đôi mắt. Điều gì quyết định tốc độ đọc sách của bạn? Và làm cách nào để chúng ta có thể tăng tốc độ đọc? Câu trả lời nằm cách mắt của chúng ta di chuyển. Và khi được hỏi, nhiều người nghĩ rằng mắt của họ di chuyển liên tục từ bên này sang bên kia như máy quét thông tin khi nó phải đọc.